thưa quý thính giả của kinh theo dấu dạy xô Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của hội ký Những quốc hận trong trận chiến mất nước năm 1975 Phần trước thì chúng ta đã trải qua một cuộc rút quân đẫm máu tại cửa Tư Hiền và cửa Thuận An Hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc hành trình 18 ngày Sài Gòn, Sông Bộ, Thuận An tháng 12 năm 1974, Trung úy Trương Ngọc Hiền là một trong 68 sinh viên sĩ quan tốt nghiệp khóa 21 trường quân y quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả các bác sĩ quân y khóa 21 sau một khóa học đặc biệt và thực tập tại Tổng Y viện Cộng Hòa được lựa chọn đơn vị để trở thành một y sĩ tiền tuyến. Ngày 1 tháng 3 năm 1975, Hiền và tám người bạn cùng khóa tới trình diện bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến để nhận sự vụ lệnh trên đường. Tất cả chín người đều về các tiểu đoàn tác chiến thủy quân lục chiến và anh được bổ nhiệm làm y sĩ trưởng tiểu đoàn 5, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đang trấn đóng tại vùng giới tuyến. Ngày 3 tháng 3 năm 1975, Hiền được lệnh tới địa điểm tập trung tại Sài Gòn để theo một chuyến bay tiếp tế và chở tân binh ra Huế. Ngồi trên chiếc xe GMC, loại xe chở quân 10 bánh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lần đầu tiên mặc bộ đồ trận cọp biển rằng ri, lẫn trong các chiến hữu khác, từ nơi tập trung ra phi trường, Hiền cảm thấy có những khác lạ đang đến với anh. Có thể đây cũng là niềm hãnh diện tự hào chung của bất cứ một người lính cọp biển nào khác được phục vụ trong một đại đơn vị nổi danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiếc vận tải cơ khổng lồ C-130 rời Tân Sơn Nhất lúc thủ đô Sài Gòn chưa thức chất và tới không phận Huế lúc 9 giờ. Sau gần 2 giờ bay, từ trên cao nhìn xuống qua một khung kính nhỏ của tàu bay, hiện thấy kinh thành Huế hiện ra với những danh lam thắng cảnh, với những di tích của lịch sử mà mọi người Việt Nam ta đều ca tụng và nói đến. Sông hương núi ngự khu đại nội lăng tẩm và những chiếc nón bài thơ. Bỗng hiền mỉm cười. Anh vừa nhớ lại câu nói của một người bạn thân cách đây mấy tuần khi 39 y sĩ tốt nghiệp bốc thăm lựa chọn đơn vị. Những cậu nào bất kỳ rớt trúng những đơn vị cần Huế thì phải cẩn thận vì ngoài nó dễ tới nhưng khó về. Con trai bắt ra Huế thường lập nghiệp ở Huế. Sở dĩ Hiền cười vì câu nói này hoàn toàn không ảnh hưởng phù hợp với hoàn cảnh của anh. Vì Hiền sinh trưởng ở Sài Gòn và đã có gia đình. Chiếc vận tải cơ đã đáp xuống chạm phi đạo phi trường Phú Bài và người phi công đang thắng gấp để tốc độ giảm bớt. Làm Hiền bật người về phía trước trở về với hiện tại. Bên tai anh vang lên những lời nói thân mật, chân thành của vị đại tá tham mưu trưởng sư đoàn thủy quân lục chiến. Khi chính tân y sĩ tới trình diện, ông cho biết, ông rất vinh dự được đại diện thiếu tướng tư lệnh sư đoàn và những quân nhân khác chào mừng đón nhận các y sĩ tiền tuyến tới phục vụ và chiến đấu trong đoàn quân mũ xanh thủy quân lục chiến. Họ ra trường, cùng với giai đoạn khẩn trương nhất của đất nước, chiến tranh trở nên vô cùng khốc liệt tuy nhiên các y sĩ tiền tuyến cũng như những người quân nhân khác trong một tiểu đoàn tác chiến không bao giờ chiến đấu đơn độc họ sẽ được đón mừng và hợp tác tối đa với mọi cấp khi về tới đơn vị theo truyền thống của binh chủng thủy quân lục chiến nhưng một điều mà không bao giờ hiền nghĩ đến chuyến ra huế lần này lại là lần cuối cùng cũng như thi hành nhiệm vụ một y sĩ tiền tuyến chỉ vỏn vẹn có 18 ngày. Và được thấy tất cả những thảm cảnh đau đớn quốc hận của cuộc rút quân từ Huế trong trận chiến mất nước sau cùng. Ngày 8 tháng 3 năm 1975, từ bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến hành quân tại Hương Điền Thừa Thiên, hiện tới phòng tuyến sông Bồ An Lỗ nhận chức vụ y sĩ trưởng tiểu đoàn 5 thị quân lục chiến. Đơn vị này đang trấn giữ phía đồng bằng cách Huế hơn 17 cây số. Đúng như lời đại tá tham mưu trưởng sư đoàn nói ở Sài Gòn. Từ vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng đến đoàn thể quân nhân các cấp, đến đoàn thể quân nhân các cấp khác của tiểu đoàn, đón nhận hiền trong tình chiến hữu ruột thịt, như một người đã ở trong gia đình mũ xanh từ lâu. Trận đánh đầu tiên trong đời mà Trung úy Trương Ngọc Hiền được chứng kiến xảy ra đêm 11 tháng 3 năm 1975, đúng 3 giờ sáng. Tiểu đoàn 5 thiếu quân lục chiến bất thình lình mở cuộc hành quân tiến đánh các chốt, những nơi đặt vị trí súng nặng của Việt Cộng ở quanh vùng, cách vị trí đóng quân của ta khoảng 2 số. Những trận đánh đột kích chớp nhoáng, bất ngờ của các chiến sĩ cọp biển đã tiêu diệt tất cả các chốt của địch thật dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, lúc 1 giờ trưa ngày 12 tháng 3, với một tọa độ được điều chỉnh sẵn, việc cộng mưa pháo vào các vị trí cũ của địch do quân ta vừa chiếm đóng. Số thương vong xảy ra cho đại đội 2 tiểu đoàn 5 thì quân lục chiến thật nhiều, hai chết và 55 bị thương. Trong số những người bị thương, có cả đại úy đại đội trưởng, người y sĩ trẻ va chạm với tử thần lần đầu ngoài chiến trường thấy mạng sống của con người thật ngắn ngủi giữa sống và chết không có khoảng cách không ai có thể biết trước được khi ở ngoài tiếng đầu trận đánh vừa xảy ra trưa nay là một trận đánh lớn không nhìn thấy kẻ thù trước mặt chỉ có những quả đạn bay tới nổ tung và những thân người ngã xuống cùng với những tiếng rên la đau đớn trạm xá tiểu đoàn năm thủy quân lục chiến được tổ chức trong khu vực lăng kiến đức vùng An Lỗ. Mấy ngày liền, Hiền và các quân nhân trong toán quân y tận tình băng bó, săn sóc cho các thương binh. Có những người lính rất trẻ, nhưng thật anh hùng, bị thương, băng bó xong xin trở về lại đơn vị chiến đấu. Thay vì có thể ở đại đội chỉ huy gần với trạm xá của tiểu đoàn để được săn sóc tiếp, đại đội 2 sau đó được lui về phía nam, bên kia sông Bồ để dưỡng quân. Tuy nhiên, những bất hạnh tiếp tục đến với những người quân nhân xấu số của đơn vị này. Chiều ngày 23 tháng 3 năm 1975, một tiểu đoàn của Trung đoàn 4 địa phương Việt Cộng quyết rửa cái hận hai tuần lễ trước. Trung đoàn 4 Việt Cộng bị các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đánh tan khi tái chiếm lại căn cứ phổ lại và trên ngọn đồi 53, nên đã bọc phía sau phòng tiến sông Bồ, đánh thẳng vào vị trí của đại đội 2 thủy quân lục chiến tàn sát tất cả thương binh rồi rút đi. Tình hình tại mặt trận Bắc Huế sau đó thay đổi thật mau lẹ. Trưa ngày 24 tháng 3, sau khi Việt Cộng tái chiếm các cao điểm mà chúng đã đóng chốt trước đây, địch quân lại nã pháo như mưa vào các vị trí hai đội đội 1 và 3 của tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến. Những đơn vị đó vì không còn được yểm trợ và bổ sung quân số nên bắt buộc phải rời phòng tuyến lui về bên kia sông bộ. Thời gian này, Hiền và bốn người quân nhân y tá của anh vẫn ở trạm xá trong Lăng Kiến Đức, thuộc khu vực phòng thủ của đại đội chỉ huy. 7 giờ tối, ngày 24 tháng 3, thiếu tá tiểu đoàn trưởng tới gặp Hiền, cho anh biết. Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đã rút về cây số 17. Tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến được lệnh bỏ phòng tuyến sông Bồ. Ông ra lệnh cho Hiền gom thương binh lại để di chuyển bằng xe GMC của tiểu đoàn và anh phải chuẩn bị đi với đại đội chỉ huy. Ngay khi pháo binh từ cây số 17 bắn yểm trợ để rút quân, lộ trình về Huế sẽ đi dọc theo đường xe lửa. Ngã ba An Hòa trên quốc lộ 1 sẽ là điểm hẹn của Hiền và ban chỉ huy tiểu đoàn. Nói xong, ông vội vã bỏ đi. Hiền đã thật khoan mang về cái lịnh lạ lùng của thiếu tá Nguyễn Tiền, tiểu đoàn trưởng. Tự nhiên anh nghĩ đến những người thương binh mà anh đã săn sóc cho họ. Đặc biệt, một tân binh rất trẻ mà anh rất mến thích. Người tân binh chỉ bị thương nhẹ ở chân, đã năn nỉ xin nhảy lò cò theo anh và toái nghi tá, thay vì được chở bằng GMC của tiểu đoàn. Hiền cũng nhớ đến lời nhắc nhở của một thiếu tá thuộc phòng 2, sư đoàn gặp anh hôm tới trình diện tại bộ tư lệnh hành quân tại Hương Điền. Bác sĩ phải cẩn thận, trận chiến trong giai đoạn sắp tới sẽ vô cùng ác liệt. Một lúc nào đó, bác sĩ sẽ phải bỏ tất cả để chạy lấy thân. Hiền suy nghĩ liên miên, rồi bỗng thiếp đi. Thi. Độ nửa giờ sau, Hiền tỉnh dậy, một y tá cho biết đại đội chỉ huy đã rút quân ngay khi loạt đại bác đầu tiên của pháo binh từ cây số 17 bắn hiểm trợ. Bốn quân nhân trong toán quân y thấy anh nằm mê man nên họ không nỡ bỏ đi. 9 giờ tối Hiền và bốn quân nhân y tá bắt kịp đại đội 1 thiếu quân lục chiến tiểu đoàn 5 từ vị trí xa nhất của tuyến sông Bồ rút về. Khi tới ngã ba An Hòa trên quốc lộ 1. Hiền thấy xe jeep của thiếu tá tiểu đoàn trưởng đang chờ ở điểm hẹn nhưng không thấy chiếc GMC chở thương binh đâu nên Hiền tiếp tục đi theo đoàn quân về tới Hương Trà, còn cách Huế khoảng năm cây số. Hiền lại thấy xe của thiếu tá Tiền và ông đang đứng trên một cái cầu nhỏ chăm chú nhìn từng người như muốn kiếm anh. Khi nhận ra Hiền, thiếu tá Tiền đưa tay ngoắc anh Hiền miễn cưỡng theo ông lên xe. Người anh choáng váng như say rượu, không nói năng gì cả. Thiếu tá tiện mặt lạnh lùng, đưa một ngón tay chỉ về phía trước, ra lệnh cho người sĩ quan đang ngồi ở ghế tài xế, cho xe chạy. Chiếc jeep của vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến chạy với một tốc độ khá nhanh về Huế và tới quân cảng Tân Mỹ sát cửa biển Thuận An lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975. Sau gần nửa giờ quan sát, không thấy chiếc tàu hải quân nào. Thiếu tá tiện ra lệnh quay xe trở lại Huế. Hiền ngồi phía sau, đau đớn nghẹn ngào như muốn khóc. Anh suy nghĩ miên man về những người thương binh, y tá và những người lính khác của tiểu đoàn năm thủy quân lục chiến. Trời ơi, một bác sĩ được xếp hạng là thành phần trí thức, tinh hoa của đất nước, được quân đội trả lương cho ăn học 7 năm trời liệt để trở thành y sĩ tiền tuyến với nhiệm vụ chữa trị, săn sóc, mang lại tình thương niềm hy vọng cho các thương binh ngoài mặt trận. Bây giờ đồng lõa với ông tiểu đoàn trưởng và những sĩ quan khác bỏ thương binh, bỏ lính để chạy thoát thân. Thật xấu hổ và thật nhục nhã. Quay về Huế, gần tới cửa thượng tứ thì đoàn quân tiểu đoàn năm thủy quân lục chiến cũng đang từ phía trước tiến tới bỗng thiếu tá hiền ra lệnh cho xe dừng lại ông vẫn nhìn về phía trước giọng ôn tồn nhưng chua chát nói với hiền bác sĩ hiền tôi biết anh đang nghĩ gì đó là quyền của anh anh còn quá trẻ quá lý tưởng anh chưa hiểu được những tàn nhẫn, đau đớn, nghiệt ngã, khốn nạn của trận giặc này. Sư đoàn một bộ binh đã rút khỏi phòng tiến Tây Nam Huế từ ngày hôm qua. Ở đây, không còn một ông tướng, một ông lớn nào nữa. Có nguồn tin cho rằng các ông thượng cấp ở Sài Gòn đã cắt bỏ cao nguyên, bỏ quản trị Huế dân cho Cộng sản. Họ hy sinh từ tỉnh trưởng trở xuống, và tôi cũng chỉ là những con chốt thí bị bỏ lại như những người thương binh và những người lính khác. Tôi muốn cứu anh vì biết anh là một bác sĩ có lương tâm, tận tị với thiên chức và nghề nghiệp của mình. Như tôi đã thấy anh cứu chữa và săn sóc cho các thương binh đại đội 2 hai tuần trước. Thế thôi. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, đoàn quân tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến từ cửa thượng tứ đi suốt đêm tới phá Tam Giang lúc 9 giờ sáng kiểm điểm lại quân số, tiểu đoàn bị thiệt hại gần 50%, sau đó, rất kỷ luật, từng đơn vị đã lần lượt qua phá bằng những chiếc ghe dân sự loại nhỏ. 10 giờ tới cửa Thuận An, gặp các tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4, chỉ còn thiếu tiểu đoàn 7 thiếu quân lục chiến. Một giờ trưa, chiếc dương vận hạm 801 xuất hiện giữa vùng trời xanh, cách cửa Thuận An khoảng một cây số. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều vui mừng, hy vọng. Bộ tham mưu lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến có mặt đầy đủ các vị lữ đoàn trưởng, lữ đoàn phó, nhưng không thấy lệnh lạc gì cả. 3 giờ, 4 chiếc LCVB, loại tàu đổ bộ nhỏ từ xa tiến vào. Lúc này, tự nhiên biển động sóng lớn, cả 4 chiếc LCVB đều bị lật úp niềm hy vọng mong đợi bị đe dọa, sự lo sợ hiện diện trên nét mặt mọi người. 3 giờ 15, một chiếc trực thăng chỉ huy HU-1B bay tới vùng biển Thuận An. Một số sĩ quan trẻ reo lên, lạng sơn tới, lạng sơn tới. Chiếc HU-1B bay trên đầu cái cánh quân hai vòng rồi mất dạng. Lạng Sơn là danh hiệu của tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh đoàn quân cập biển ông là một vị tướng luôn luôn đặt sinh mạng và quyền lợi của lính lên tất cả. Do đó, được các thuộc cấp kính mến. Trận Hà Lào năm 1971, trong giai đoạn cuối cùng dù chưa được lệnh rút, nhưng ngay khi nghe tin hai trung đoàn Cộng sản Bắc Việt với chiến xa đang tiến về đồi Korok, một cao điểm sát biên giới Lào Việt để tiêu diệt tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến và pháo đội Đại Bác đang trấn đóng tại đó. Ông đã ra lệnh cho viên cố vấn Mỹ sử dụng tối đa trực thăng để bóc quân khỏi cô róc trong một buổi chiều. Quyết định này đã làm tướng Hoạt Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 kiêm tư lệnh cuộc hành quân Hạ Lào nổi giận. Tướng Lãm đòi tri tố ra tòa án quân sự và đề nghị gián cấp tư lệnh sư đoàn thể quân lục chiến. Nhưng sau đó, vì những dư luận bất lợi của trận Hạ Lào, và sự thâm dọa chống đối của các sĩ quan thiếu quân lục chiến, nên tướng lãm đã không dám làm chuyện đó. Nhưng cái giá mà vị tư lệnh sư đoàn thiếu quân lục chiến phải trả cho quyết định trên là sau cuộc hành quân hạ lào, ông không được đề nghị thăng cấp tướng. Trong khi đó, các đại tá hồ trung hậu vũ văn giai tư lệnh phó sư đoàn nhảy dù và sư đoàn 1 bộ binh được lên tướng ngay sau trận này các chiến sĩ thủy quân lục chiến đều tin rằng nếu trên trực thăng vừa bay qua có tướng Bùi Thế Lân, chắc chắn ông sẽ có một quyết định cấp thời để giải quyết tình trạng trì trệ, hỗn độn và vô cùng nguy hiểm hiện tại. 4 giờ 10 Hai chiếc Chinook từ phía Đà Nẵng bay tới. Sau khi đáp thử xuống sàn dương vận hạm 801, hai trực thăng loại khổng lồ bay vào bờ Lúc này, các tiểu đoàn 3, 4 và tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến đã được tập trung, di chuyển xuống phía nam, tách rời khỏi các nhóm lính biệt động quân, thiết giáp, sư đoàn 1, địa phương quân. 4 giờ 20 chiếc Chinook thứ nhất xuống thấp chuẩn bị đáp tại khu vực tập trung quân của thủy quân lục chiến, thì ngay lập tức từng loạt súng nổ như pháo tết từ phía các quân nhân, không phải thủy quân lục chiến, nhắm bắn vào hai trực thăng hai chiếc chim nốt cùng bốc lên cao một lượt, rời vùng biển Thuận An, bay về Đà Nẵng. Thế là một lần nữa niềm hy vọng tiêu tan. 6 giờ, trời chạng vạn tối, những quả đạn súng cối và hỏa tiễn của Việt Cộng nã vào, hỗn loạn xảy ra, tiếng la hét hải hùng của những người bị thương, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Một hành động thật đặc biệt anh hùng của một sĩ quan đã được mọi người kính phục. Đại úy Loan, đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, dù bị thương và đã mất chức, tự động gom một số anh em còn vũ khí đạn dược, khoảng một trung đội, chạy ngược lên phía rừng dương, truy lùng đặc công Việt Cộng. Cũng trong khoảng thời gian này, từ rừng dương mạn phá Tam Giang, súng bắn thật dữ dội và kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Khoảng hơn 7 giờ tối, Tiểu đoàn 7 đơn vị cuối cùng của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến về đến Thuận An. Tiểu đoàn 7 trên đường rút về, vừa tiêu diệt khoảng một đại đội Việt Cộng và những tổ súng nặng của địch đặt trong rừng dương. Những loạt đạn nổ kéo dài từ 6 giờ đến 7 giờ vừa qua chính là những loạt đạn do tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến và Việt Cộng bắn khi giao chiến. Nhưng cũng trong đêm ngày 25 tháng 3 Đạn súng cối của địch nã trúng khu vực của tiểu đoàn 4 thiếu quân lục chiến, gây tử thương cho thiếu tá tiểu đoàn phó và một số khác bị thương. 8 giờ tối, trung úy Trương Ngọc Hiền, người y sĩ tiểu đoàn 5 thiếu quân lục chiến, gần như lả đi vì mệt. Các quân nhân y tá khoét cát đào cho anh một cái lỗ vừa để ngủ, vừa để tránh pháo. Khoảng 10 giờ đêm, một sĩ quan thuộc ban chỉ huy tiểu đoàn tới đánh thức Hiền dậy, chuyển lại lời thiếu tá tiểu đoàn trưởng: "Thiếu tá Tiền muốn bác sĩ lại gần chỗ ông ngủ, đêm nay sẽ có tàu vào bốc, nếu bác sĩ ngủ chỗ xa quá có thể bị bỏ lại vì khu vực tập trung quân của thủy quân lục chiến đã có rất nhiều lính khác tới trà trộn." Tuy nhiên, vì quá mệt, Hiền ậm ừ cho xong rồi tiếp tục ngủ. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, 5 giờ sáng, một chiếc tàu đổ bộ LCM đâm thẳng vào khu vực của tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến. Hiền tỉnh dậy, anh thấy bụng đói cồn cào. Lúc đó, anh mới nhớ cả ngày hôm qua không ăn uống gì. Anh lấy một gói gạo sấy đổ vào miệng nhai. Lúc này hỗn loạn lại bắt đầu xảy ra. Khoảng 100 quân nhân đủ mọi thứ lính, nhưng không phải thủy quân lục chiến đã đứng sẵn trước mũi tàu. Dù thiếu tá tiền tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 5, tiểu quân lục chiến và các sĩ quan tiểu quân lục chiến khác đều hiện diện tại đó. Để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, thiếu tá tiền đã có một quyết định đặc biệt và cứng rắn. Ông ra lệnh cho tất cả quân nhân hai tiểu đoàn 5 và 7 thủy quân lục chiến ở yên tại chỗ và cho tất cả nhóm quân nhân hỗn hợp này lên tàu trước. Sau đó, là các thương binh của hai tiểu đoàn 5 và 7. Hiền đứng quan sát từ đầu, anh thấy người bạn đồng khóa, bác sĩ Vũ Đức Giang, y sĩ tiểu đoàn 7 và người y tá của anh sau khi đưa các thương binh lên tàu đều trở xuống. Những chiến sĩ thiếu quân lục chiến khác đều giữ kỷ luật theo lệnh của thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5. Bỗng Hiền quay lại nhìn thiếu tá tiền lúc này. Ông thật oai phong chững chạc, Tự nhiên anh muốn đến xin lỗi ông vì cảm thấy từ hai hôm nay anh đã có những thái độ bất phục tòng người sĩ quan tiểu đoàn trưởng này. Sáu giờ. Sạch, 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 âm. Một trái hỏa tiễn SA-7 của việc cộng bắn trúng hông tạo. Mọi người đều nằm rạp xuống. Trung đội thủy quân lục chiến ứng chiến do đại úy loan chỉ huy lại phóng lên phía rừng dương lùng địch. Tám giờ chiếc LCM thứ hai tiến vào bờ. Các nhóm quân không phải thủy quân lục chiến lại nhắm súng bắn vào tàu. Lần này, vị sĩ quan có cấp bậc cao nhất tại cửa Thuận An hôm đó xuất hiện là Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, Đại tá Nguyễn Thế Lương. Sau khi ủy nhiệm cho thiếu tá Nguyễn Tiệt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, đại diện ông tiếp tục chỉ huy cuộc rút quân, ra lệnh cho bộ tham mưu lữ đoàn lên tạo. Vì tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 5, thiểu quân lục chiến đứng nghiêm chào đại tá Lương nhận lệnh. Sau đó, mặt lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Chiếc tàu này còn rộng chỗ, nên một số anh em quân nhân tiểu đoàn 4 thiểu quân lục chiến nhào xuống. Đại tá Nguyễn Thế Lương rút súng bắn trên đầu lính. Thấy hành động lạ lùng này, một bác sĩ quân y, hai tay đã nắm vào thành tạo, liền buông ra để cho người rớt xuống biển và quay lưng đi vào bờ. Cùng lúc đó, chiếc LCM đóng bẩn lại, quay mũi ra khơi. 9 giờ, chiếc LCM thứ ba rẽ sóng tiến vào. Súng bắn ra dữ dội hơn lần trước rất nhiều, nên những người thiền trưởng hoảng sợ quay tạo ra. 9 giờ 45, vẫn chiếc LCM cũ được lệnh đi dưới làng đạn đâm thẳng vào khu vực tập trung của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Nhưng chiếc tàu lần này bỏ neo đậu ngoài xa, từ khắp các nơi đủ mọi thứ lính chạy ùa xuống biển, hỗn loạn xảy ra, chết chóc kinh hoàng. Thiếu tá tiền, vị quyền lữ đoàn trưởng giờ thứ 25 của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến ra một cái lệnh cuối cùng rồi đành thúc thủ ông bắt anh em quân nhân thủy quân lục chiến bỏ xuống đạn lại để phân phát cho những người khác chiến đấu nếu muốn xuống biển ra tàu nhưng chỉ có một số ít người tuân theo lệnh của ông chiếc LCm cuối cùng này sau đó trở thành con tàu của tử thần từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 26 tháng 3 năm 1975 là một chuỗi thời gian vô tận với những lo sợ hãi hùng khủng khiếp đạn pháo kích của Việt Cộng liên tục nã vào khắp khu vực cửa biển Thuận An. 8 giờ 30 tối, mất liên lạc hoàn toàn với Đà Nẵng, thiếu tá tiền, quyền lữ đoàn trưởng điều động các đơn vị thủy quân lục chiến đi dọc theo bờ biển về phía nam để tới cửa Tư Hiền với hy vọng có phương tiện vượt sông, đi bộ về đèo Hải Vân. Tất cả các đơn vị quân đội khác và dân chúng đều chạy nối đuôi theo. Đêm ngày 26 tháng 3 một đêm sáng trăng, đoàn người như một con rắn khổng lồ dài nhiều cây số. 3 giờ sáng ngày 27 tháng 3, người y sĩ trưởng cuối cùng của tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, trung úy Trương Ngọc Hiền, quỵ xuống, người mệt lã sau một hồi tỉnh dậy. Anh được một quân nhân y tá báo cho biết, Bác sĩ, mình bị Việt Cộng bắt hết rồi. Hiền lặng người đi, không muốn tin đó là sự thật. Người y tá nói tiếp, lính mình đa số đã bắn hết đạn, nên khi việc cộng tràn ra, hồ vứt bỏ vũ khí hành trang, đều miễn cưỡng lạc theo. Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, phía trước, phía sau, tất cả mọi người đều ngồi sởm trên bãi cát, tay không vũ khí, mặt mày thiểu não mệt nhọc. Khoảng 15 phút sau, anh thấy từng nhóm du kích Việt Cộng mỗi tổ ba bốn tên mang AK tới canh chừng họ hét quát tháo hiền vô cùng đau đớn không ngờ cuộc đời quân ngũ của anh tại đơn vị tác chiến hay đúng hơn là của một người y sĩ tiền tuyến lại ngắn ngủi vỏn vẹn có 18 ngày như vậy dù không phải là một quân nhân trận mạc chuyên nghiệp nhưng anh cũng đã nhìn thấy tất cả sự tồi tệ thê thảm trong hệ thống chỉ huy và tổ chức cuộc rút quân anh bất mãn uất hận và thương xót cho những người bạn những chiến hữu của anh đã là nạn nhân của cuộc tháo chạy hỗn độn này cả một lữ đoàn thiếu quân lục chiến một tiểu đoàn pháo binh hai đại đội trinh sát và rất nhiều đơn vị khác nữa của quân lực việt nam cộng hòa đã bị bắt sống bởi những đại đội du kích việt cộng cuộc hành trình của trung úy trương ngọc hiền thật sự gần ba năm sau mới chấm dứt ngày 27 tháng 3 năm 1975, người y sĩ trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lực chiến, như những người lính khác trong đoàn quân bại trận, bị Việt Cộng trói dây chuyền dẫn đi bằng đường bộ về căn cứ pháo binh La Sơn Phú Bại. Sau đó, ra lại phòng tuyến sông Bồ, rồi bị giam tại các trại tù cây số 23 Khe Xanh, Cồn Tiên và cuối cùng là phi trường Ái Tử, Đông Hạ.